Và trong giây phút này xin được trân trọng kính mời anh Phong, một người anh chí thân của cô dâu, sẽ lên tại sân khấu này, sẽ dành tặng cho tất cả chúng ta, dành tặng cho chú rể và cô dâu những ca khúc hay nhất, ý nghĩa nhất. Xin được trân trọng kính mời anh. Nhân ngày cưới, ngày hạnh phúc của hai em, tôi thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần Dược Kỳ Anh gửi đến toàn thể huân trường bài hát Bức Thư Tình Đầu Tiên. Khi anh đưa ánh mắt nhìn em qua tấm gương, bối rối thật lòng muốn nói một câu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông. Ngôi nhà và những đứa trẻ vì yêu em, ngày mai anh thêm bước trên con đường dài. Em có thể mùa đông như ngọn đèn vàng. Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm.